Giải đỡ tam giác các vọt làm bằng vật liệu thép không gì tổng thể, có thể gắn trực tiếp vào tường bằng ốc vít, đặt một miếng gỗ khác và cố định nó bằng bốn góc. Một bàn gấp tường được lắp đặt xong, khi không cần dùng đến nữa còn có thể cất đi, rất tiện đúng không?